lâm cảnh nợ nần, vợ chồng ly tán, thậm chí có người tìm đến cái chết chỉ vì hụi. Chỉ trong 3 tháng gần đây, cơn bão dở hụi đã xảy ra ở khắp các tỉnh thành miền Tây, từ tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long cho đến Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau. Đâu đâu cũng dở hụi, giật hụi, từ số tiền vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng. Điểm chung phần lớn các vụ dở hụi là hụi viên trở thành kẻ trắng tay. Chờ giờ ấy, đặng để dành tiền đó, đặng mình sửa cái nhà lại. Và trước khi gần hốt đó, nó tải ơi, mày cho tao xin cái máy ấm cộng đoàn này. Nó nói ừ, rồi nó giật nó đi luôn à. Chị em người ta mua bán, người ta có chơi hụi thì tôi có vô chơi. Là trong lúc đó là có hai đứa con gái, của nhỏ con á, thì chơi là chơi lén bên chồng nó. Thì cái ngày bể hụi á, thì coi như là vợ chồng quýnh lộn với nhau. Cũng đau buồn lắm, bị vừa bà xã vừa mất nữa, bà chơi hụi ngoài rồi bị mất tiền á, bà gầu, gầu huyết, bà chết sớm. Đáng nói là trong các vụ dở hụi gần đây, nổi lên một vấn đề là chủ hụi là người thân của các cán bộ địa phương. Và vì tin mối quan hệ đó, nhiều người đã phải ngậm đắng chịu chủ hụi tuyên bố dở hụi. Mới đây tại tỉnh An Giang, một cán bộ xã tại huyện Chợ Mới cùng với vợ lập ra hàng chục đường dây hụi để chiếm đoạt tài sản các hụi viên với số tiền trên 10 tỷ đồng. Cùng thời điểm trên, tại tỉnh Hậu Giang cũng xảy ra vụ dở hụi với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng, khiến nhiều người dân vùng quê nghèo Trường Long Tây, huyện Châu Thành A lao đao. Tại các làng quê, phần vì thiếu hiểu biết, phần vì người dân trọng chữ tín nên các hụi viên ít khi yêu cầu chủ hụi làm đúng thủ tục giấy tờ. Nhiều vụ dở hụi xảy ra với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Nhưng khi đến cơ quan trình báo, bằng chứng họ đưa ra duy nhất chỉ là hình thức giao dịch bằng miệng hoặc những tờ giấy được viết tay không có hiệu lực pháp lý. Tin tưởng mình mới chơi mà đâu có biết là nó tính toán để cái đồng tiền này mà xây sở bên đồng vốn của nó đâu. Cô nghĩ là vợ chồng nó cán bộ nhà nước đó, cho nên trong sạch, không phải dạng lừa đảo, cho nên cô yên tâm cô chơi hụi. Chỉ cứ hứa là chung nhưng mà cuối cùng là không có chung ai, qua bữa sau chỉ trốn đi mất tiêu. Đã xảy ra trường hợp mà chủ hụi bỏ trốn như thế này thì các hụi viên nên có đơn tố giác tội phạm gửi đến cơ quan điều tra để được giải quyết. Nếu qua quá trình xác minh mà cơ quan điều tra xác định là không có dấu hiệu tội phạm thì các hụi viên nên khởi kiện đến tòa án để đòi lại cái số tiền mà mình bị chiếm đoạt. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận khác nhau, nhưng điểm chung thường thấy trong các vụ dở hụi là các chủ hụi thường lợi dụng lòng tin của các hụi viên nên chỉ giao dịch bằng miệng hoặc chỉ làm giấy tờ sơ sài. Sau khi gây dựng uy tín, chủ hụi sẽ nâng số tiền mỗi đường dây hụi lên cao, rồi sau đó bất ngờ tuyên bố không còn khả năng chi trả. Không ai dám chắc chủ hụi tuyên bố dở hụi là thật hay giả, nhưng có thể khẳng định là khi chủ hụi ôm tiền bỏ trốn thì những người chơi hụi đành phải mất trắng. Chơi hụi vốn là một hình thức để người dân lao động tích góp tiền, giải quyết được khó khăn trong cuộc sống và đã được pháp luật quy định rõ ràng. Nhưng bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, kẻ gian đã lợi dụng chiếm đoạt tài sản của người dân. Tôi thấy rằng người dân muốn tham gia vào các cái dây hụi thì cũng nên tuân thủ quy định của pháp luật để bảo đảm quyền lợi cho mình. Ví dụ như là phải có danh sách hụi viên, phải có những cái biên nhận tiền rõ ràng, và tốt hơn hết nữa là hụi viên cần phải tham gia đầy đủ trong các cái kỳ mở hụi để tránh là do mình tin tưởng quá vào người chủ hụi thì lại bị là chiếm đoạt cái tài sản mà mình không hay biết. Liên tiếp các vụ dở hụi xảy ra ở miền Tây một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo với những người chơi hụi. Hậu quả khôn lường của việc chơi hụi đã quá rõ. Tuy nhiên, khi xảy ra sự cố thì việc xử lý, thu hồi, trả lại tiền cho các hụi viên hay việc đưa các vụ dở hụi ra xử lý đến nơi đến chốn thực sự là việc hết sức khó khăn. Có thể thấy chơi hụi mang yếu tố rủi ro rất cao, vì vậy người dân nên cân nhắc, suy nghĩ cẩn thận khi chọn hình thức này với mục đích dành dụm tiền.